vào những khu cách ly thì chúng ta không thể bước vào và chúng ta bật công tắc, thì chúng ta sẽ sử dụng một cái remote điều khiển từ xa. Khi đến đúng vị trí thì chúng ta sẽ kích cho cái máy nó hoạt động trong thời gian chúng ta theo dõi và ấn định. Tính năng của cái máy này là chúng ta sẽ phun là 1 mét khối không gian sẽ tốn là 1 ml hóa chất. Cái hóa chất của cái máy phun khử khuẩn này nó là một hóa chất thân thiện, tác dụng là nó sẽ phá hủy cái màng tế bào của vi khuẩn và diệt khuẩn và không ảnh hưởng tới cái sức khỏe. Cái xe vận hành thì nó không có tốn nhiều nhân lực nhưng mà nó đảm bảo được cái khử khuẩn mà không cần nhân viên y tế phải trực tiếp vào khu vùng dịch, do đó ít lây nhiễm. Cái đó là ưu tiên một. Cái thứ hai là chúng ta tiết kiệm được cho tư y tế.